Hello bố Quyết. Chào lại thanh thiện. Hello. Có em nhá, có đề dự toán 03. Đợi tí để thầy xe ở trong cái nhóm của thầy đã. Các em ơi, hình ảnh có sắc nét không? Hôm nay còn nhiều bạn chưa được nghỉ nên thầy chưa quất full được. Chào Trần Thu, các em thấy hình ảnh có sắc nét không? Các em giúp thầy xe lại về tường công tác các bạn vào trong đây nhá. Bao nhiêu đứa đang nằm ở trên giường xem livestream thầy thì giơ tay nào. Bao nhiêu đứa, có những đứa nào đang đợi thế ạ? Cho mấy đứa nó vào đã. Nay mình bắt đầu từ câu 250. 251. 251 mà. Ui, 5 giờ cơ, chăm chỉ nhờ. Hello. Những đứa bỏ đề ra làm từ 5 giờ đợi thầy đúng là chăm chỉ thật. Tưởng thưởng. Rồi, ok. Chúng ta bắt đầu buổi live stream ngày hôm nay 505 câu nhận biết thông hiểu. Học bài sáng sớm đúng không? Chuỗi live stream học bài sáng sớm của thầy. Trần Ngọc Hiệp dậy từ 2 giờ sáng. Sáng sớm đã dẫn độ. Nào, let's go. Các em comment đáp án nhá. Câu 250 oxit à, câu 251 điện phân dung dịch nào sau đây thì có khí thoát ra cả hai điện cực ngay từ lúc mới đầu bắt điện phân. Có nghĩa là ngay từ lúc mới đầu bắt điện phân. Học hết 505 này thì trên 50 thì phải học đi chứ em. Điện phân dung dịch là sau đây. Đây mình có này. Thằng này điện phân thì ra đồng, thế chỉ ra một khí là khí oxy. Vậy loại này. Thằng này điện phân thì ra clo. Có sắt, sắt bên cathode tốt. Vậy vứt tiếp. Riêng K24 điện phân thì tương đương với nước điện phân. Mà nước điện phân thì nó luôn luôn là gì? Hydro.
oxy. Nên đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Kết rút thầy xe lại về tường nhá, xong tác các bạn vào trong video livestream nhá. Mình sang tiếp câu 252. Hợp chất này thì phản ứng được với, anh này chúng ta chú ý này, có nhóm COH là nhóm axit. Nhóm axit thì phản ứng được với bazơ. Kiềm đấy. Đấy chưa? Phản ứng được với lại ancol để là phản ứng ethe hóa. Đấy chưa? Tiếp tục, anh này có nhóm NH2. Nhóm NH2 thì phản ứng được với axit, phản ứng với HNO2. Vậy phản ứng với 1 2 3 4 hết. Đáp án đúng đáp án A. À. Ok chưa? Tiếp tục. Sang câu 253. 253. Các em nhớ xe là về tường nhá, sáng tác các bạn vào giúp thầy. Chúng ta sang câu 253. Dãy kim loại đều có thể điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối là. Dạ. Đấy, cảm ơn các em. Sáng hôm nay thầy đã tăng lên thành 36.000 sáng nay. Sáng mai chúng ta đều có buổi livestream 505 câu nhận biết thông hiểu. Sáng nay, sáng mai chúng ta đều có buổi đấy. Nào, chúng ta có hai câu 253. Nghe giọng buổi sáng buồn ngủ, nghe chán đời quá nhỉ. Câu 253. Nhờ các em nhớ comment đáp án nhá. Dãy kim loại nào sau đây đều có thể điều chế bằng pháp điện phân dung dịch muối chú? Dãy kim loại nào sau đây đều có thể điều chế bằng pháp điện phân dung dịch muối chú? Ta lưu ý này, natri. Các cái kim loại mà kiềm kiềm thổ là không thể điều chế bằng phương pháp điện phân được. Không thể điều chế bằng pháp điện phân dung dịch được. Vậy ngay lập tức mình loại đáp án A có natri này, B có canxi này, D có kali. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Ok chưa? Đấy, rất nhiều bạn comment đúng đấy, rất tốt. Câu 254. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây không đúng? Enzyme là những chất hầu hết có bản chất protein. Cho là glycine tác dụng với HNO2 có khí bay ra. Phức đồng xác là tetrapeptide thuộc loại polypeptide. Thế enzyme là chất hầu hết có bản chất protein đúng. Glycine tác dụng với HNO2 có khí bay ra đúng, vậy nó có nhóm NH2, NH2 tác dụng HNO2 có khí bay ra. Phức đồng công thức chính xác C12H21. Vậy tetrapeptide thuộc loại polypeptide là sai. Polypeptide nó phải chạy từ 11 gốc alpha amino acid trở lên. Tetra thì chỉ có 4 thôi. Vì vậy nên sai là C. Câu 255. Chất nào sau đây ở trạng thái rắn là điều kiện thường? Đấy, chất nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường này? Các em giúp thầy xe lại về tường nhá, xong rồi tác các bạn vào trong video livestream giúp thầy. Chất nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường? Chất nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường? Câu này khá là hay. À, chất nào sau đây là trạng thái rắn ở điều kiện thường các em? 255. Mình có này, anilin là lỏng. Đúng chưa? Triolein là chất béo gì? Không no, chất béo lỏng. Chất béo không no là dạng lỏng. Glycine là alpha amino acid. Câu này rất là nhiều đứa nhầm. Glycine là alpha amino acid. Alpha amino acid thì tồn tại điều kiện thường thì ra. Đáp án đúng đáp án này. Câu 256. 256. Dung dịch COSO4 loãng được dùng làm thuốc diệt nấm cho hoa để điều chế 800g dung dịch COSO4. Đấy. Bây giờ điều chế 800g dung dịch COSO4 5%. COSO4 5%, vậy mình tìm được là m dung dịch bằng m chất tan bằng 800 nhân với lại 0,05 được bao nhiêu chia phân tử khối? Phân tử khối là bằng 64 cộng với lại 64 cộng với 96 bằng 160. 800 này nhân 0,05 chia 160 bằng 0,25. À, người ta hòa tan COS 45 ngậm 5 nước. Vậy số mol của COSO4 ngậm 5 nước cũng chính bằng 0,25. Vậy hoàn toàn mình có 64 cộng với 96 cộng với 18 nhân 5 bằng 62,5g. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Wow. Học bài sáng sớm hôm nay được hơn 90 bạn học. Dã man nhỉ. Bạn nào chưa xe thật nhanh về trường, về tường nhá. Xe thật nhanh về tường giúp thầy. Câu 257. Câu 257. Thủy phân 14,6g gliala. Gliala. Chúng ta tìm được số mol của gliala bằng gli là bằng 75, ala bằng 89, trừ đi 14 là được phân tử khối 150. Thế mình có trừ đi 18, sorry, bằng 146.
Vậy mình có 14,6 chia cho 146 thì bằng 0,1. Vậy là mình tìm được số mol của Gliala bằng 0,1. À, vào NaOH dư thu được mg muối cộng NaOH dư thì mình thu được muối. Muối chúng ta là Gli, bỏ đi 1 hiro cộng 1 natri. Ala của chúng ta là bỏ đi 1 hiro cộng 1 natri. Số mol này là 0,1. Số mol này là 0,1. Vậy mình tìm được khối lượng bằng 0,1 nhân anh này là 75 này cộng với lại 22, đúng không? Cộng với lại 0,1 nhân với anh này là bằng 89. 89 cộng với 22 nhân 89 cộng 22 bằng 20,8 gam. 20,8 gam. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án à, chính xác Hoàng Lộc, chính xác tôi tên Nhiên, chính xác Ngân Nguyễn. Ok, hoàn toàn chính xác. Câu 258 này. 258 cho các chất sau. Ui, câu này mới kinh. Số chất tác dụng với dung dịch FeNO3 2 lần này. Số chất tác dụng với dung dịch FeNO3 2 lần. Đây là ôn lý thuyết đấy, rất là dã man. Số chất mà tác dụng được với dung dịch FeNO3 2 lần. Chúng ta lưu ý này, trong FeNO3 2 lần có NO3 trừ, HCl cho tành thêm H cộng, có H cộng có NO3 trừ. Câu này rất nhiều đứa sai. Trong này còn có sắt 2 cộng nữa, đúng không? Vậy là H cộng này NO3 trừ coi như HNO3, sắt 2 cộng sẽ lên sắt dùng 3. Vậy là HCl có. Được chưa? Sớm vậy thầy, đúng rồi, chính xác cực sớm. Mình có bạc cộng phản ứng với sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Có tiếp. Clo không tác dụng với sắt 2 cộng để lên sắt 3 cộng. Có tiếp. KMnO4 ăn với sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng. Có tiếp. Đồng không ăn được sắt 2 cộng. Vứt. Vậy mình có 1 2 3 4. Đáp án đúng mình đáp án D. 4 chất. Câu 259. 259. Polymer X dai bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt để dệt vải, may quần áo ấm. X là polymer X dai bền với nhiệt, đúng không? Mình có polyethylene là nó là chất dẻo để không thể dùng để may quần áo cả. Polybutadiene là cao su, chẳng ai dùng cao su để may quần áo cả. Vinyl chlorua là cái chất dẻo mà chuyên để bọc dây điện của em ấy. Bọc dây điện thì làm sao mà có thể dùng để may quần áo được? Vì vậy là loại B tiếp. Vậy đáp án đúng chúng ta là polyacrylonitrile. Đáp án đúng đáp án A. Thấy chưa? Đứa nào chưa xe là nhanh lại nhá. Mình sang câu 275. 275. Các em ơi, không biết sáng nay các em phải đi học không nhỉ? Sáng nay các em phải đi học không? Bao nhiêu bạn sáng nay phải đi học chấm các thầy biết này. Câu 275. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa kim loại này. Ghi chú là nhá, oxy hóa kim loại. Có nghĩa là kim loại đóng vai trò là chất hữu, đúng không? Vậy mình có này. Đấy, các em comment thật nhanh nhanh đáp án xuống bên dưới này. 105 à 275. Vân Phạm vẫn đi học, à đúng rồi. Nung hỗn hợp Fe và KNO3 trong khí nit, khí trơ. Chúng ta lưu ý này. KNO3 thì nhiệt phân thì tạo thành KNO2 cộng oxy. Được chưa? Thế vậy oxy sinh ra sẽ cộng tiếp với lại Fe để tạo thành Fe3O4. Vậy là sắt từ sắt 0 lên sắt dương 8/3. Trần Thu đi học, đứa nào cũng đi học bình thường. Thế thì ok, mình chỉ chữa lên câu 300 thôi, đúng không? Sáng mai mình lại live stream tiếp. Vậy ở đây phản ứng số 1 có sự oxy hóa kim loại. Hiro đi qua bột CuO. Hiro mà cộng với lại CuO á thì nó thu được là bằng nước cộng đồng. Thế đây là ion kim loại dương 2 về 0, không có sự oxy hóa kim loại. Rất nhiều đứa bị nhầm chỗ này. Đốt dây magie trong bình chứa đầy NO2 có oxy hóa kim loại. Nhúng dây bạc vào dung dịch HNO3 có oxy hóa kim loại. Vậy thì có 1 3 4. Vậy của thầy là có 3. D. 3. Được chưa? Câu 260. Câu 260. Bạn nào chưa xe lại về tường xe nhanh về tường giúp thầy nhá. Câu 260. Nhiệt phân muối amoni. Nhiệt phân muối amoni đi cromat thì sẽ thu được sản phẩm là NH4 2 lần CL2O7. Nhiệt phân chắc chắn là thu được CL2O3 cộng với lại nitơ. Không. Được chưa? Thu được CL2O3 này, chắc chắn có CL2O3 này, chắc chắn có nước này, đúng không? Không phải là CRO3 đâu, CRO2. Được chưa? Có nước. Và có một cái khí nữa, đúng không? Đây phản ứng xóa khử. Vậy là crom là crom từ crom dương 6 về crom dương 3, vậy thì nó chúng ta sẽ thu được khí là khí nitơ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, à, chính xác Hoàng Lộc. Chính xác Linh Trường sơn sơn phải đi học, nhiều đứa đi học nhỉ. Mấy giờ phải đi học em? Nhớ comment đáp án câu lý thuyết trong đây nhá, một lần nhớ được, một lần sai một lần nhớ, em cứ comment vào là em sẽ có tỷ lệ nhớ lý thuyết cao nhất. Amino acid X
cho nó phần trăm khối lượng carbon chiếm 51,28%. Amino acidic trong nó phần trăm các khối lượng carbon chiếm 51,28%. Mình nhìn này, amino acidic của mình là CN, H2N cộng 1, O2N. Mà phần trăm khối lượng carbon ở đây là 12N, chia phân tử khối là 12N, cộng 2N, cộng 1, cộng với cụm này là cộng với 46, thì bằng 0,5128. Vậy suy ra mình có 12 chia cho 12 chia cho 0,5128 bằng 23,4. 23,4N bằng 14N cộng với lại 47. Vậy nên ta tìm được N luôn. Trừ đi 14 bằng 47 chia N bằng 4,99. N bằng 5. N bằng 5. Vậy giá trị của N bằng 5C. Ok. Rất tốt Hoàng Lộc. Hoàng Nguyên Trần 8 giờ đi học thể tốt. Hello Đinh Đức Thiện, Hồng Việt xe về nhóm. Xe về cho tất cả các bạn cùng theo dõi nha. Tag các bạn vào đây Hồng Việt nha. Câu 262, chất nào sau đây tác dụng với tripamidin? Tripamidin chúng ta là C15, H31, COO, tất cả 3 lần, C3H5. Đúng là Hoàng Lộc. Hello Phạm Hoàng, chính xác. Và anh này tripamidin, anh này là chất béo no bởi vì gốc axit béo này là no. Do gốc axit béo no nên không tác dụng vào rôm đâu. Chất béo này chẳng bao giờ tác dụng với COO này lần. Đúng chưa? Thằng này bởi vì là nó không có... Đây này, thầy ơi, Facebook không thông báo. Không thông báo thì em phải đặt xem trước thì mới được. Nha. C15H31 COO thì không tác dụng với hydro. Vậy mình có là anh này tác dụng được với NaOH. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 263 đấy, để mà nhận được thông báo thì nhiều bạn phải tương tác với thầy thật mạnh thì các em sẽ nhận được thông báo, đúng không? Bài nào cũng bình luận. Thầy bây giờ đang rất là tổng ôn cho tất cả toàn bộ team 2K1. Bạn nào chưa xe lại về tường, xe thật nhanh về tường nhá. Xong rồi đi học, đi đâu thì đi. Câu 263. Cho 5,6 gam sắt vào Fe này. Số mol Fe 0,1. Vào 200ml dung dịch CuNO3 2 lần. CuNO3 2 lần. Số mol mà 0,5 x 0,2 bằng 0,1. Và HCl. HCl. Số mol mà 1,2 x 0,2 bằng 0,24. Thu được khí NO. Và M gam kết tủa. M gam kết tủa. Xác định giá trị của M. Mình đi M gam kết tủa này chắc chắn khả năng cao là có thằng đồng sinh đây. Biết rằng NO là sản phẩm duy nhất. Đúng rồi, đặt xem trước cũng không thông báo. Thế á, tương tác mạnh xem là Phạm Hải Vân. Tương tác mạnh xem có được thông báo không. À, sản phẩm duy nhất khử NO là sản phẩm duy nhất chứng tỏ không có NH4 và không có khí hydro bay này. Rồi, ok. Thế vậy bây giờ chúng ta nhìn này. Xem sắt chúng ta nên sắt dương mấy. Sắt của chúng ta là bởi vì là do là có M gam kết tủa. Kết tủa này chắc chắn là đồng. Nếu mà có đồng sinh ra thì khả năng cao là sắt nên sắt dương 2. Đúng không? Nhưng trong dịch này mình chưa biết chắc chắn được. Bây giờ mình cứ đi giải này đã. Mình có này. Không có khí hydro sinh ra, vậy là đồng dương 2. Đồng 0 này. Lên đồng dương 2. Trừ 2E. Anh này 0,1. Đồng 0 lên đồng dương 2. Trừ 2E. Anh này 0,1 thì anh này 0,2. Tiếp tục mình có H cộng. Cộng NO3 trừ. Để tạo thành NO. Thì anh này nhận với lại. Đây là dương 2. Là cộng 3E. Cộng nước. Được chưa? Ăn bao nhiêu nhỉ? 1, 4 H cộng, 2 nước. Số mol H cộng bằng 0,24. Số mol NO3 trừ bằng 0,2. Vậy tính theo anh này. 0,24. Chia 4 x 3. 0,06 x 3 bằng 0,18. Đúng chưa? Vậy số mol E trao đổi đây bằng 0,18. Đúng không? Thế đồng với đồng dương 2. H cộng. Thế thì vậy hoàn toàn bên trong này dung dịch của chúng ta sẽ là tồn tại anh nào nhỉ? Sắt chúng ta sẽ lên sắt dương mấy? Đấy, chúng ta phải lưu ý chút. Trong này chúng ta thì chắc chắn sắt chúng ta sẽ là sắt lên sắt dương 2 và sắt lên sắt dương 3, đúng không? Thế thì có bao nhiêu sắt dương 2 thì có bao nhiêu đồng? Đầu tiên tác dụng với lại HNO3 thì nó sẽ lên sắt dương 3 đã. Đúng rồi. Sau đó rồi nó mới lại tác dụng với đồng thì lại lên sắt dương 2. Thế thì cái chuỗi này nó rất là khó khăn. Cái chuỗi này rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta tìm được số mol E trao đổi có bao nhiêu đây? 0,38. Và đề bài nó là không có khí hydro vậy này. Vậy ở đây số mol E nhận. Số mol E nhận thì bằng 0,18. Mà trong dịch chúng ta thì tồn tại hai thằng là sắt dương 2 và sắt dương 3. Vậy đặt anh này là A, đặt anh này là B. Chúng ta sẽ có hệ phương trình. Đầu tiên là A cộng B bằng 0,1. Phương trình thứ hai trao đổi E. 2A cộng với lại 3B
bằng 0,18. 0,18. Vậy ta có này. 1 2 1 bằng 1 bằng 0,1 bằng 2 bằng 3 bằng 0,18 bằng A bằng 0,12, B bằng âm 0,02. M quá. Ô, nhiều đứa kêu M hả các em? Sorry, chỗ này không phải 0,18 mà 0,2 cộng 0,18 mà 0,38. 0,38. Thế ấn nhầm. Đợi tẹo thì chỉnh nha. 0,38, các em bị M không? Các em có bị M không? Bạn nào bị M comment chấm để thầy biết nào. 2, 3 C, 0,38. Ơ, vẫn là âm. Đây này, bạn Trần Thu vẫn có thông báo này. Câu này câu bài tập em ạ. Lê Trung Đức ạ, câu này câu bài tập. Thấy chưa? Câu này là câu bài tập. Các em đã tên nét trở lại đi rồi chưa? Ok chưa? Và thi thoảng mở. Thi thoảng mở nét. Thi thoảng mở thì đợi. Đợi thêm một tí. Đợi thêm một tí nhá. Giờ thì chắc chắn là hết màu rồi. Hello. Hết màu chưa? Thi thoảng bị màu thôi. Giờ thì hết sạch màu rồi. Đúng không? 0,24 nhân 3 chia 4. 0,24 nhân 3 chia 4 bằng 0,18, đúng rồi. 0,18 cộng 0,2 thì bằng, đây là đồng nhường. À thôi chết nhầm. Thầy bị lỗi, sorry. Thầy bị lỗi chút. Chỗ này nhầm nhé các em. Chỗ này là số mon e nhận. Số đây là số mon e nhường. Đây là số mon e nhận. Được chưa? Đấy, số mon e nhường là nhường đi 0,2, e nhận là nhận 0,18. Chỗ này thầy vẫn đồng giữa thằng nhường, thằng nhận là chết. Được chưa? Vậy ở đây thầy mấy bảo toàn e thầy có này. A đầu tiên A cộng B bằng 0,1. Tiếp tục thì được là 2A cộng 3B cộng với thằng này nhận E. Nhận E chứ. 0,1 nhận E này bằng 0,2 cộng 0,18 bằng 0,38. Vậy được này. 1, 2 này. 1 bằng 1 bằng 0,1 bằng 2 bằng 3 bằng 0,38 bằng âm. Âm vì vậy nên là không có tiếng á. Các em nghe thấy ổn không? Nghe ổn chưa? Đấy. Thế vậy ở đây này không nghe gì á? Alo, alo, alo. Alo, các em nghe thấy gì chưa? Có linh đề Nguyễn Thị Quỳnh nhá. À, thoát ra vào lại có tiếng, đúng rồi, chuẩn luôn. Ok, ổn rồi. Ok, ok. Khổ lắm, cứ làm thầy mất tập trung. Vẫn bình thường đúng không? Rồi. Vậy ở đây này, khi cho A cộng B bằng 0,1 nhá, 2A cộng 3B bằng 0,38, điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy một điều rằng là dung dịch này của chúng ta là gì nhỉ? Đây A âm, B âm. Vậy điều này chứng tỏ là dung dịch của chúng ta là có đồng thì không thể tồn tại sắt 3 cộng, chỉ có sắt 2 cộng. Đúng chưa? Vậy chứng minh một hồi ra được vấn đề đấy. Thế là sắt chúng ta lên sắt dương 2. Đúng chưa? Mà không có khí hydro sinh ra. Vậy thì sắt lên sắt dương 2 thì toàn bộ sắt lên sắt dương 2 thì nó sẽ là 0,1. Đúng không? Thế đồng là bao nhiêu? Thì bây giờ thầy mới đi bảo toàn E thầy có này. Sắt lên sắt dương 2 và là 0,1 nhân 2 thì bằng đồng. Đầu tiên là phải là N3 trừ đã. Khả năng cao có đồng dư đúng không? Khả năng cao có đồng dư. Sắt lên sắt dương 2 là 0,1 nhân với 2 thì sẽ bằng là có cả bọn khử ở đây chỉ có sắt lên sắt dương 2 thôi. Nghe ổn đúng không? Đây 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 đây. Đây 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 đây. Ok chưa? Fe này cộng với hỗn hợp này. Cu này. 2 cộng này. H cộng này. NO3 trừ này. Số mol NO3 trừ 0,5 nhân 2 nhân với 0,2 là bằng 0,2 này. Ô, chỗ này thì tính nhầm. NO3 trừ 0,5 nhân 2 là 1,1 nhân với 0,2. 1 nhân với lại 0,2 thì bằng 0,2. Tiếp tục H cộng 1,2 nhân với lại 0,2 bằng 0,24. H cộng bằng 0,24.
đồng bằng 0,5 bằng 0,1 thì chắc chắn trong này chúng ta sẽ ra được, bởi vì là m cam kết tủa nên chắc chắn là sắt của thầy lên sắt dương 2 này. Có đồng đúng không? Có đồng này. Khả năng cao có cả sắt dư này. Có cả gì? NO này, không có NH4. Đúng chưa? Thế bây giờ thầy đổi lại cái chỗ này. Muốn tìm số mol NO sang sắt dương 2 hết đúng không? Vì có mời chất rắn thì có khả năng cao có sắt, vậy thầy đặt số mol sắt phản ứng là amon. Được chưa? Vậy thì có này, hai số mol sắt phản ứng là amon thì ngay lập tức ta tìm được là số mol đồng phản ứng đấy. Số mol sắt phản ứng là bên trên ở đây là 0,1 mol sắt, vậy số mol sắt sinh ra ở đây là 0,1 trừ A này. Được chưa? Thế số mol đồng phản ứng là chúng ta tìm được. Số mol đồng phản ứng thì sắt trừ A bảo toàn E nhá. Mình đặt số mol NO là B. Được chưa? Kéo giấy lên tí, kéo rồi đấy. Mình đặt số mol NO phản ứng là B, vậy mình sẽ có này, bảo toàn E này. Mình có là A nhân 2 sẽ bằng 3B cộng với lại 0,1, bởi vì là sắt dư nên là đồng phải tan hết, cộng với lại 0,1 nhân 2. Đấy, được chưa? Phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai. Đây là bảo toàn E rồi. Đây phương trình thứ nhất là bảo toàn E. Sắt lên sắt dương 2 đồng B. Rồi ok. Đồng 0,1 nhân 2. Các em thấy ổn chưa? Các em đã nghe thấy ổn chưa? Các em nghe thấy âm thanh nào ổn không? Ok. Tiếp tục nha, đây là m cam kết tủa thì mình cần đi tìm về đồng, đồng nó hết là 0,1. Đấy, bây giờ mình cần tìm AB thôi là xong. Được chưa? Mình chỉ cần tìm AB thôi là xong. Sản phẩm khử là NO3 không có khí hydro bay ra. Ô thầy, câu này thầy bị làm sao nhỉ? Hello, chào cả nhà. 2A cộng 3B bằng 0,1 nhân 2. Đây là bảo toàn E này, sắt lên sắt dương 2. Đồng lên đồng. Rồi, 3B. Rồi, ok, tiếp tục. Chúng ta cần một phương trình nữa. Một phương trình nữa. NO là sản phẩm duy nhất 5,6 gam sắt, biết số mol sắt, biết số mol đồng, biết số mol NO3. Vậy thì hoàn toàn mình có là 2A cộng 3B. Anh này bằng 2A này trừ 3B này bằng 0,2 này, sắt sắt dương 2 này. Và m gam kết tủa có bảo toàn NO rồi, giọng thì ấm. Đau họng quá. Kéo vài tí nữa chúng ta quay lại câu này nhé, câu 264 này. Để phân biệt các dung dịch glucose, saccharose và hồ tinh bột có thể dùng chất nào sau đây để làm thuốc thử? Glucose này, sac này, hồ tinh bột này. Có hồ tinh bột. Thế thì glu với sac là mình phải nghĩ ngay đến việc là có AgNO3 trong NH3. AgNO3 trong NH3 thì nó sẽ nhận biết được chúng ta glucose. Đúng chưa? Thế sac và hồ tinh bột phải sử dụng đến COOH 2 lần. Giờ cho COOH 2 lần vào thì glucose cho ta dung dịch màu xanh, sac màu dung dịch màu xanh. Hồ tinh bột thì không có màu gì cả. Khi cho AgNO3 là gì? Khi cho AgNO3 vào thì ta nhận biết được glucose. Và đáp án đúng, đáp án B. Đúng chưa? Chúng ta sang câu 265. Cái câu 263 tí thầy coi lại tí nhá. Đợi tí thầy sẽ coi lại xong. Câu 265 cho 35 gam hỗn hợp calamin gồm. Các em comment đáp án mạnh mẽ vào nhá. Anilin C6H5 NH2 này. Metinamin CH3 NH2 này. Dimetinamin CH3 NH CH3 này. Dimetin metinamin. À rồi. CH3 tất cả 3 lần N. Tác dụng vừa đủ với HCl, số mol HCl bằng 0,3. Tạo thành muối. Vậy mình ở đây mình đi bảo toàn khối lượng. Vậy ở đây mình đi bảo toàn khối lượng. Mình đi bảo toàn khối lượng nhá. Mình có khối lượng calamin bằng 35 cộng với 0,3 nhân với 36,5 thì bằng m muối. Được chưa? Vậy hoàn toàn đã được này. 35 này cộng với này 0,3 nhân với lại 36,5 bằng 45,95. Đáp án đúng, đáp án B. Đấy, ok. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu 266. Những phản ứng học lần lượt để chứng minh rằng glucose có nhóm chức chó. Để chứng minh glucose có nhóm chức chó thì nó phải tráng gương, đúng không? Tráng gương. Tạo phức với lên men rượu không? Lên men rượu thủy phân không? Và có nhiều nhóm hoạt liền kề. Nhiều nhóm hoạt liền kề thì phải gì? Nhiều nhóm mắt liền kề thì phải là cho xíu 2 lần nhiệt độ phòng dung dịch màu xanh. Làm, đáp án đúng, đáp án B. Ok. Linh Trương ơi, thầy đề 02 thì chắc thầy không chữa, thầy đang làm đề 03 hay hơn. Thầy còn đang soạn một đề 03 hay hơn. Đề 02 thì thầy chữa ở trong nhóm VIP của thầy thôi. 267. Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường? Chắc chắn là cái gì? A canxi.
Câu 268, tiến hành các thí nghiệm sau, số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa. Tiến hành các thí nghiệm sau, số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là. Thì chúng ta có này. Số thí nghiệm nào xảy ra ăn mòn điện hóa? Đúng không? Ngâm lá đồng trong dịch AgNO3. Thế thì mình có này, đồng trong AgNO3 thì tạo thành đồng 2 cộng cộng bạc. Suy ra ở đây mình có thằng đồng bám vào thằng bạc. Được chưa? Vậy là một là có ăn mòn điện hóa. Ngâm lá kẽ trong dịch HCl thì tạo thành Zn Cl2 cộng hydro. Đúng chưa? Vậy là không hiện tượng. Ok. Thế cho đáp án. Ngâm lá nhôm trong dịch NaOH thì cũng tạo thành NaLOH 4 lần, không có kim loại nữa, vứt. Ngâm lá sắt trong cuốn dây đồng thì có cặp sắt đồng trong dịch HCl có ăn mòn điện hóa. Để vật bằng gang và không khí ẩm thì có cặp sắt carbon ăn mòn điện hóa. Ngâm một miếng đồng vào dung dịch thì đây đồng cộng với sắt 3 để tạo thành đồng dương 2 cộng với lại sắt dương 2 là không ăn mòn điện hóa. Vậy thì có 1 2 3 3 thằng ăn mòn điện hóa. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Câu 269. Câu 269. Ok, cái đề 02 thầy sẽ có cái giải cho chúng ta nhá. Câu 269. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2O4 loãng? Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2O4 loãng? Chú ý cho thầy là từ 0 nhá. 0. FeCl3 không ăn H2O4. Fe2O3 là ăn. Đây là bazơ với lại axit có. Fe3O4 có ăn. FeOH3 lần có ăn. Vậy là không là FeCl3. Đáp án đúng đáp án A. Câu 270. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với sắt dương 3? Lưu ý cho thầy từ 0. 3 cộng không ăn được sắt 3 cộng. Chứ sắt ăn sắt 3 cộng tạo thành sắt 2 cộng. Đồng ăn sắt 3 cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng đồng 2 cộng. Kẽm ăn sắt 3 cộng để tạo thành kẽm 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Vậy là không tác dụng là chỉ có anh bạc mà thôi. Câu 271. Phát biểu nào sau đây là sai? Thành phần chính của quặng dolomit, cái này chính xác. Không sai. Các kim loại kiềm đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, chính xác tiếp. Đúng không? Thạch Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong nghiệp sản xuất thủy tinh, chính xác nốt. Thạch cao nung được dùng để bó bột đúc tượng, sai. Thạch cao nung không phải là CaSO4 ngậm 2 nước, CaSO4 ngậm 1 nước mới là thạch cao nung. Vậy sai, đây là đáp án D. Ok, Ngân Nguyễn chính xác, Đậu học chính xác. Câu 272, tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Tơ nhân tạo hay là tơ bán tổng hợp? Tương đương với lại tơ bán tổng hợp. Tơ bán tổng hợp, bao nhiêu đứa đang nằm trên giường ngủ nguẩy cái mông và đang theo dõi thầy livestream à? Bán tổng hợp thì mình có là tơ visco và tơ acetat. Đáp án đúng đáp án C. Câu 273. Chất đích có các đặc điểm sau. Phân tử có nhiều nhóm OH có vị ngọt hòa tan ở CW lần ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glycosid làm mất màu brom. Thứ nhất này, có nhiều nhóm OH vị ngọt hòa tan CW lần thì bỏ thằng tinh bột. Đúng chưa? Phân tử liên kết glycosid, vậy bỏ thằng glucose, monosaccharide không có glycosid đâu. Bạn nào cho xe lại về tường, xe lại nhanh lại về tường nhá, làm mất màu nước brom. Vậy xác và man thì chỉ có thể là thằng man thôi. Câu 274. Phát biểu nào sau đây là sai? Lực bazơ của anilin lớn hơn lực bazơ của ammoniac, sai. Ammoniac thì làm quỷ tím chuyển thành màu xanh, anilin thì không. Loại A. Anilin có khả năng mất màu nước brom, chính xác. Đúng chưa? Đúng. Dung dịch anilin trong nước không làm đổi màu quỷ tím, chính xác. Anilin phản ứng với axit nitro nhiệt độ thường cho phenol giải phóng khí nitơ. Đúng tiếp, vậy sai, chúng ta đáp án này. Câu 275. Trường hợp nào sau đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit carboxylic? Anh này tạo thành HCONA và anhít, không phải. Anh này tạo thành HCONA và ceton, không phải tiếp. Anh này tạo thành muối nhưng mà không có, đây là muối natri không có ancol bởi vì nó là axit, loại tiếp. Anh này tạo thành HCOONA cộng với ancol là CH2OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Ok. Bạn nào chưa xe nhanh này về tường nhá. Câu 276. Số nguyên tử hydro có trong phân tử lysine. Lysine này có 6 carbon. A 4 5 6 O O H N H 2 2 nhóm NH2. Xem nào, đây. H2 này. Đếm. 2 4 6 8 10 12 14, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 14 nguyên tử hydro. Cái này không thuộc đề tỏi, đúng không? Câu 277. Đốt cháy 0,01 mol Fe. Câu 277. Đốt cháy 0,01 mol Fe x đơn chức bằng lượng oxy vừa đủ. Thu được lượng khí CO2, số mol khí CO2 bằng 0,02. Mấy ngày tức mình tìm được số nguyên tử carbon của Fe là bằng
0,02 chia 0,01 thì bằng 2. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình có công thức của ETE của chúng ta là C2H4O2. Và C2H4O2 mà ETE nó chỉ có thể là HCOO. Nó chỉ có thể là HCOO CH3. Được chưa? Số mol là 0,01. Đề bài nói chúng ta là đun nóng 6 gam với người cao H là cộng cao H thì ta thu được là HCOOK. Anh này bằng 0,01. Vậy đến đây mình tìm được mở muối. Mở muối bằng 0,01 nhân 0,01 nhân 45 cộng với lại 39 bằng 0,84 gam. 0,84 gam, vậy chúng ta cho đi cái này là 0,01. Thế thì chỗ này thì lỗi tí nhỉ. 0,01 mặt khác đun 6 gam 6 thì chỗ này bằng 0,1 thôi. 0,1 thì bằng 8,4. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Câu 278. Phát biểu nào sau đây là sai? 278 phát biểu nào sau đây là sai? Tính khử các kim loại kiềm thổ tăng dần từ beri đến bari, hoàn toàn chính xác. Các kim loại kali natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân, chính xác. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử tăng dần, chính xác. Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước, điều kiện thường là sai. Beri không tác dụng với nước, điều kiện thường. Vậy đáp án sai, đáp án gì? Em comment đáp án mạnh mẽ vào nhá. Đúng rồi, Thùy Trang. Em ơi, Thùy Trang ơi, chỗ này là 8,4 bởi vì chỗ này là có 6 gam, 6 chia cho 60 bằng 0,1 đúng nhá. Vừa nãy thấy bị nhầm chỗ đấy. Câu 279. Số ETE có công thức phân tử C4H8O2, cái này sử dụng skin 01 của thầy. ETE có công thức phân tử C4H8O2, nó có là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 3 có 2, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1. Vậy thầy có tổng cộng 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4, 4 đồng phân. Đáp án đúng đáp án C. Câu 280. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là tất cả các peptide đều phản ứng màu bí ở đây. Sai, phải từ tripeptide trở lên. Cho HNO3 và dung dịch protein tạo nên dịch màu vàng, chính xác. Muối phenin ammoni clorua không tan trong nước, sai. Muối phenin ammoni clorua là phải tan trong nước. Thái Đức Bình ơi, em có thể theo dõi lại skin 01 của thầy trên channel YouTube mình Melian thầy nhá. Cái đấy là thầy đã nói kỹ về đồng phân rồi. Ở điều kiện thường metinamin và dimetinamin là những chất khí có mùi khai, chính xác. Và mình có là 2 và 4 đúng, vậy số phát biểu đúng của mình là 2. Được chưa? Ok, chính xác. Dê Phạm Hoàng đúng rồi đấy. Rất tốt. Bạn nào chưa xe lại về tường, xe nhanh về tường nhá. Câu 281 cho các thí nghiệm sau. Số cặp chất phản ứng với nhau là đồng ăn được sắt 3 có. H2 vào H2S vào COS4 thì thu được COS, chính xác. HI vào sắt 3 cộng có để tạo thành Fe CL2 cộng với I2 cộng. AG thì mình có là A tạo thành AgCl có. H cộng NO3 trừ sắt 2 cộng có. CO2S thì không tan trong HCl. Vậy thì có số phản ứng với nhau 1, 2, 3, 4, 5. 5 thằng. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Ok chưa? 280. Cái gì kết tủa vàng? À thôi chết. Thank you. Thank you Lê Sinh. Thầy chỉ nhìn là màu vàng. Đúng rồi, cảm ơn Lê Sinh nhá. Câu 280 các em sửa giúp thầy là chỉ có một nhận định đúng thôi. Đáp án đúng đáp án A. Thank you Lê Sinh đã nhìn ra. HNO3 dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng là sai, phải là kết tủa màu vàng. Kết tủa vàng. Cảm ơn Lê Sinh. 280 đáp án A các em nhá. Thầy sửa rồi. Thank you em. Câu 282 nào. Hóa tan mg hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3. Và lượng dung dịch HCl. KHCO3. CaCO3. Hello Phong Minh. Vào HCl dư. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2, số mol CO2 bằng 0,5. Giá trị không ạ? Thế bây giờ muốn tìm được thằng này với thằng này. Đúng không? Thì mình có hai ẩn, một dữ kiện. Hai ẩn, một dữ kiện không bao giờ giải được. Vậy mình phải sử dụng skin 01 đếm ẩn của thầy. Đúng không? Hai ẩn, một dữ kiện không giải được, gạch phứa một ạ. Gạch phứa ẩn này đi. Vậy ta có A bằng bảo toàn carbon 0,5, A bằng 0,5. Vậy mình tìm được M luôn. 0,5 nhân 100. 0,5 nhân với 100. Thì bằng 50, đáp án đúng đáp án, B bỏ, kinh điển chưa? Skin 002, bạn nào mà chưa xem thì phải xem ngay. Câu 283. Một học sinh nghiên cứu một lọ đựng X trong dung dịch lọ không nhãn và thu được kết quả sau. Thu được các kết quả sau. X đều phản ứng với 3 dung dịch, xem nào. BaCl2 ăn được thằng này, ăn được S42 trừ, ăn được CO32 trừ, ăn được với 3 cộng được. Không phản ứng với BNaOH, thằng này không phản ứng với NaOH, không phản ứng với BaH. BaNO3 hai lần, không phản ứng HNO3 được. Vậy đáp án đúng cho ta đáp án A. BaCl2. Đúng chưa? CuCl2 phản ứng NaOH vứt rồi, Mg này phản ứng NaOH vứt rồi, FeCl2 phản ứng NaOH vứt rồi.
Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án à, có 283, khá là dễ. Chúng ta sang tiếp. 284 nào các em. Mình giải đến câu số 300 đấy nhá. 284 chúng ta còn 16 câu nữa. Trung hòa 6,75 gam. Bây giờ mình làm nhanh đi. Trung hòa 6,75 gam amin no đơn trước mạch hở X bằng lượng dư dịch HCl sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,225 gam muối. Vậy ở đây mình tìm được bảo toàn nhỉ? Mình có này. Amin no đơn trước mạch hở thì công thức tổng quát chúng ta nó sẽ là CN. Cảm ơn Trần Thu. Thầy giảng đang hay quá mà. Không sao, cứ xe lại về tường trước nó xem lại là được. CnH2n cộng 3 cộng HCl để tạo thành muối. Vậy đây thì có là bằng 6,75 cộng với lại khối lượng của HCl thì bằng được m muối là 12,225. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm được MHCl 12,225 trừ đi 6,75 bằng chia cho 36,5 là bằng 0,15 mol. Số mol HCl bằng 0,15. Vậy suy ra số mol amin bằng 0,15. Hoàn toàn đến đây mình có công thức phân tử của amin là phân tử khối amin 14N trung bình cộng với lại đây xem vào 17 thì bằng 6,75 chia cho 0,15. Đến đây mình tìm được N. 6,75 chia cho 0,15 bằng trừ 17 bằng chia 14 bằng 2. N bằng 2. N bằng 2 suy ra nó là C2H7N. Nếu đồng phân amin bậc 1 là 2 thì chỉ có 1. 1 cộng 1 cũng chỉ có 1 x 1 bằng 1. Vậy là tổng cộng mình chỉ có 2 đồng phân. Đáp án đúng đáp án. À. Câu 285. Các em hiểu câu 284 không? Mình sang câu 285 nhá. Chất nào sau đây có cái tên gọi là đường nhỏ? Câu đúng cô giờ. Câu 286 cho các chất sau. 286 cho các chất sau. Dãy của các chất đều tác dụng dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Đều tác dụng dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Mình có này. H2NCH2COH là 1. Anh này tác dụng đối với NaOH. Đúng không? Cũng tác dụng với HCl là 2. Anh này muối amoni tác dụng với cả 2. Anh Z này không? Vậy thằng nào có Z vứt? Vứt C, vứt D, vứt A, đáp án đúng đáp án B. Dễ không? Có 287. Tiến hành các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? Na2y vào AgNO3 ta thu được kết tủa AgY. Một thằng kết tủa. Na2S4 vào BaCl2 mình thu được kết tủa là BaS4, hai thằng kết tủa. Na3 tới dư vào AlCl3 mình thu được kết tủa nữa là AlOH 3 lần. Na2CO3 vào CaCl2 thu được kết tủa nữa là CaCO3. NaOH tới dư và dung dịch CrCl3 thì không thu được kết tủa. Vậy mình có 1, 2, 3, 4 kết tủa. Đáp án đúng đáp án C. Câu 288. Ở điều kiện thường, dãy gồm các kim loại hòa tan là dung dịch NaOH loãng. Chú ý, NaOH loãng, chrome không bị hòa tan. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Ok, chính xác như Nguyễn. Rất tốt, đậu đại học, chính xác. Câu 289. Đun nóng axit acrylic và ancol nitric có mặt 24 đặc làm xúc tác thu được este công thức cấu tạo là axit acrylic là anh này, ancol nitric là anh này. Vậy chắc chắn mình thu được nối đôi này, nối ba này, OCH5. Đáp án đúng đáp án A. Câu 290. Câu 290 cho 16,8 gam sắt, mình tìm được số mol sắt luôn. 16,8 chia cho 56, 0,3 mol sắt. 0,3 mol sắt. Và dung dịch H4 loãng dư thu được khí hydro, vậy mình thu được 0,3 mol khí hydro. 0,3 mà nhân với 2,4 thì bằng 6,12. Đáp án đúng đáp án D, 89A, chính xác, đậu đại học. 290 nè, sang 291. Câu này khoai một chút. Bari dư. Bari dư tác dụng với dung dịch chứa X mol HCl. Vậy khả năng cao còn nước. Thu được A1 mol hydro. Cho sắt dư tác dụng với dung dịch chứa X mol HCl. Cho sắt dư tác dụng với HCl xmol thì thu được A2 mol hydro. Thế thì chắc chắn một điều rằng là A phải lớn hơn A1. Bởi vì bên này A1 phải lớn hơn A2. Bởi vì bên này có con hydro phản ứng với bari dư nữa. Đúng chưa? A1 phải lớn hơn A2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, chỗ này nhiều bạn bị nhầm. A1 phải lớn hơn A2. Nhớ nhá, bởi vì là thằng bari tác dụng HCl, ngoài tác dụng HCl nó còn tác dụng với nước nữa. Nên là thằng A1 bắt buộc phải lớn hơn A2. Bởi vì số mol bari phản ứng sẽ lớn hơn số mol sắt phản ứng. 292. Ở điều kiện thường số chất trong dãy có thể phản ứng được với COH 2 lần là. Ở điều kiện thường số chất trong dãy có thể phản ứng được với COH 2 lần là axit acetic là 1. Ở điều kiện thường nhé. Ở điều kiện thường thì anhít không, anhít phải đun nóng à? Ancol benzylic không? Ethyl acetate không? Axit benzylic có.
Glucose có. Ethinamin không. Alanin có nhóm COH có. 1, 2, 3, 4 anh. Đáp án đúng đáp án C. Để chờ bạn nào chưa xe lại về tường, xe nhanh lại về tường nhá. Câu 293. Sáng mai các em nhớ 8 giờ, 5 giờ 30 sáng mai. 5 giờ 30 sáng mai. Chúng ta lại quẩy tiếp. 505 câu nhận định. Đúng sai. Đúng chưa? Câu 293. Để hòa tan hết 24,4 gam hỗn hợp gồm MgO và Al2O3. MgO Al2O3. Thế mình tìm được 24,4. Cần vừa đủ 700ml dung dịch H24. Mình tìm được số mol H24 bằng 1 x 0,7 bằng 0,7. Được chưa? Vừa đủ luôn. Vậy hỗn hợp sau phản ứng mình thu được là MgSO4 và Al2SO4 3 lần. Tắt anh này là A, anh này là B. Thì thầy có anh này là A, anh này là B. Bấm máy tính giải hệ, đúng không? 1, 2. Hệ thứ nhất là về khối lượng này. MgO là bằng 40A. Al2O3 là 102B. Bằng 24,4. Thấy chưa? Phương trình thứ hai bảo toàn gốc S4 A 3B thì bằng 0,7. A 0,1, B bằng 0,2. Về đây mình tìm được mở muỗi 0,1 nhân mở ngoặc đơn 24 cộng 96 cộng với 0,2 nhân mở ngoặc đơn 27 nhân 2 cộng với 96 nhân 3 80,4. Đáp án đúng mình đáp án B bỏ. Ok. Câu 294. Triglycerid mạch hở. Triglycerid mạch hở được tạo bởi từ glycin và valin là hợp chất mà phân tử có. Triglycerid mạch hở được tạo bởi từ glycin và valin. Triglycerid. Đúng chưa? Vậy là được tạo bởi từ 3 gốc alpha amino acid. 3 gốc alpha amino acid. Vậy thì giờ thì thầy cứ phang phứa đi. Không thể có 3 liên kết peptide được mà phải có 2 liên kết peptide thôi. 3 gốc alpha amino acid chính xác, đáp án đúng đáp án D. Bài này tính mở nước được bất cần đợi. Câu 295. 295 nhá. Câu 295. 295. Cho dung dịch chứa FeCl2, ZnCl2, CuCl2. Dung dịch chứa FeCl2 này, ZnCl2 này, CuCl2 này, tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Các em lưu ý cho thầy đây là NaOH dư. Do NaOH dư này nên mình thu được FeOH 2 lần này. ZnOH 2 lần không tồn tại trong NaOH dư. CuOH 2 lần. Đem toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì FeOH 2 lần nung trong không khí đến khối lượng không đổi mình thu được Fe2O3. CuOH 2 lần mình thu được CuO. Vậy mình chỉ thu được Fe2O3 và CuO. Đáp án đúng đáp án D. Câu 296. Câu 296. Cho 15,94 gam hỗn hợp gồm alanin và acid glu. Tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH. Tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH. Đấy, ăn vừa đủ với NaOH. Số mol 0,2. Đủ. Vậy ala này thì có một nhóm COH này. Acid glu có hai nhóm COH. Đặt số mol ala là A, số mol acid glu là B. Thế có hệ phương trình luôn. Về khối lượng luôn, 89A cộng acid glu là 147B thì bằng 15,94. Phương trình thứ hai theo nhóm COH, A nhóm cộng với lại 2B. A cộng 2B thì bằng 0,2. Vậy đây mình tìm được AB. 89 bằng 147 bằng 15,94 bằng 1 bằng 2 bằng 0,2 bằng 0,08 và 0,06. 0,08, 0,06. Đúng chưa? Xong rồi tóm lại cho tác dụng HCl thì chúng ta giờ thầy xuống một cái bài, thầy coi có hỗn hợp gồm 3 anh này, chính là hỗn hợp gồm này. Gồm này. Ala 0,08, acid glu 0,06, NaOH 0,2, đớp nhau với HCl. Chúng ta tìm được số mol HCl để bài cho bằng 0,8 nhân 0,45. 0,8 nhân 0,45 bằng 0,8 nhân 0,36. Để thu được M gam chất rắn khang. M gam chất rắn khang. Vậy thì 0,36 này. 0,36, vậy ở đây mình thu được chất rắn khang, mình chắc chắn là ala này, HCl, acid glu, HCl, đúng chưa? Và Na, CL. Na, bảo toàn natri, thì anh này 0,2. Bảo toàn A, thì anh này 0,08. Bảo toàn
axit glu thì này bằng 0.06 và mình nhìn thấy là có HCl dư 0.08 và 0.06 và 0.14 cộng 0.2 và 0.34 nhỏ 0.36. Vậy điều này chứng tỏ là HCl dư. Và bây giờ ở đây mình tìm được mờ muối. Nhìn kỹ thầy làm nhá, 0.08 nhân với mờ ngoặc đơn ala là 89 cộng với là 36.5. Cộng với lại 0.06 nhân mờ ngoặc đơn axit glu là 75 cộng với 36.5. Cộng với lại HCl 0.2 nhân mờ ngoặc đơn 23 cộng với 35.5 bằng 28.43 g. 28.43. Ơ, tôi chết, chỗ này không có. Chỗ này thì bấm nhầm đâu ấy, 0.08 nhân 89 này. 0.08 nhân mờ ngoặc đơn 89 cộng với lại 36.5 cộng với lại axit glu 0.06 nhân mờ ngoặc đơn 147 cộng với lại 36.5 cộng với lại 0.2 nhân mờ ngoặc đơn 23 cộng với 35.5 bằng 32.75. Vậy đây thì bấm nhầm. Đáp án đúng đáp án. À. 297 nhá. 147 đúng rồi, ok. Câu 297. Câu 297. Hòa tan hoàn toàn 7.5 gam hỗn hợp gồm magie và nhôm. Hòa tan hoàn toàn 7.5 gam hỗn hợp gồm magie và nhôm. Magie này, nhôm này. Số mol magie bằng 7.5. 7.5 magie nhôm cần vừa đủ V lít dung dịch HNO3. HNO3. Số mol bằng V nhân với 1 thì bằng V. Sau khi kết thúc phản ứng thu được số mol nitơ. Số mol nitơ bằng 0.672 chia cho 2.4. Ừ thầy nhầm không sao. 0.672 chia cho 2.4 bằng 0.03. Duy nhất và dung dịch chứa 57.49 gam muối. 57.49 gam muối thì chắc chắn muối chúng ta là MgNO3. Duy nhất MgNO3 hai lần. Sao tự nhiên có từ duy nhất đây nhỉ? Al hình như để tung hỏa mù. NO3 ba lần. Khả năng cao có N4NO3. Đúng không? Thầy đặt đi. Đặt đi. Đúng không? Chỗ này đặt mệt đấy nhờ. 3 ẩn đúng không? Đúng rồi, 3 ẩn đúng chính xác. Đặt số mol magie là A, số mol nhôm là B, số mol NH4NO3 là C. Và anh này là A, anh này là B, anh C. Khối lượng muối bằng 54.9. Vậy thì có hệ phương trình. Nhìn hệ nhá. Magie là 24A này. Nhôm là 27B này. Thì bằng 7.5 này. Phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai bảo toàn E. Magie là magie dương 2, nhôm là nhôm dương 3 thì bằng nitơ nhận 10, 10 nhân 0.03 cộng với lại NH4NO3 nhận 8. Cuối cùng là khối lượng đúng không? Magie là 24 cộng 62 nhân 2 148A. 148A cộng với AlNO3 3 lần là bằng 27 cộng với 62 nhân 3 213B. 213B cộng với lại NH4NO3 là 80C thì bằng 54.9. Vậy đây ta có 24 bằng 27 bằng 7.5 bằng 2. Ô chết rồi. Chỗ này thầy bấm lỗi. Bấm lại hệ nhá. 24 bằng 27 bằng 0 bằng 7.5 bằng 2 bằng 3 bằng trừ 8 bằng 0.3 bằng 148 bằng 213 bằng 80 bằng 54.9 bằng 0.2, 0.1, 0.05. A bằng 0.2, B bằng 0.1, C bằng 0.05. Anh này bằng 0.2, anh này bằng 0.1. Vậy đây mình đi bảo toàn nitơ là nhanh nhất. Bảo toàn nitơ là nhanh nhất. 0.2 nhân 2 này cộng với này 0.1 này nhân 3 này cộng với lại này 0.05 này nhân 2 này bằng này cộng với lại 0.03 nhân 2 này. Chết rồi, thấy có nhầm rồi. 0.2 nhân 2 cộng với 0.1 nhân 3 cộng với 0.05 nhân 2 cộng với 0.03 nhân 2. Được chưa? Thì bằng 0.86. Vậy V bằng 0.86, đáp án đúng đáp án D. Ok. Câu 298. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2 đến 5% khối lượng carbon sai. Bột nhôm trộn bột sắt oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm, bột sắt 3 oxit. Sắt 3 oxit là F3O4. Thực ra là bột nhôm mà trộn với bột sắt 2 thì đúng hơn. Đúng không? Bột sắt 3 là sai. Dùng là 2C3 mất tính cứng tạm thời, tính cứng vĩnh cửu, đúng chính xác. Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi, chính xác. Làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm, chính xác. Vậy mình có là 1 2 3 nhận định đúng. Đáp án đúng đáp án B.
Các bạn ơi, sáng nay chúng ta tạm dừng buổi live stream tại đây. Chúng ta còn câu 299 rồi câu 300 thì để mai chúng ta giải nhé. Hẹn gặp lại các em vào 5:30 sáng ngày mai. Bây giờ thầy có chút việc riêng thì đi đã. Bye bye, chào tạm biệt các em, không thể chịu đựng được nữa rồi. Chào tạm biệt, nhớ tối nay nha. Tối nay chúng ta có một buổi live stream đây. Bye bye, chào cả nhà.